Aeon Life, nước uống Aeon kiềm đầu tiên tại Việt Nam. Aeon Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Aeon Life tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Lâu thì anh mới tỏ tình với con. Khoảng tầm một tháng sau á là chồng con nhắn tin cho con biết là I love you. Bao lâu thì có nụ hôn đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên là mình hay vợ chồng mình là đi chơi ở công viên nước. Tới công viên nước á thì trò nào cũng không chơi, cảm thấy sơ quá. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng số 1. Rồi, xin chào hai em. Dạ. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Đặng Thị Thúy. Năm nay con 29 tuổi, quê con ở Quảng Bình ạ. Con hiện tại đang ở quận 9, hiện tại đang là nội trợ. Ở nhà là chồng nuôi đó hả? Đây, cây tùng, cây bắp đây. Giỏi quá vậy. À, là họ hay kêu em là Raymond, em là người Malaysia. Ồ, sao nói tiếng Việt giỏi vậy? Dạ, con ở Việt Nam là tầm khoảng 5 năm. Nhưng mà tại sao lại là phát âm theo kiểu miền Trung? Dạ đúng rồi, tại vì quê con ở Quảng Bình nha cô. Chồng con về là nói tiếng Quảng Bình luôn. Ủa như vậy là con là năm nay bao nhiêu tuổi và công việc của con là gì? À, con là năm nay là 30 tuổi, hiện tại con đang làm giáo viên ạ. Giáo viên tiếng Anh và môn toán. Vậy là hai đứa gặp nhau trong trường hợp nào? Ở lúc mà con gặp vợ con hoặc là con gặp chồng con thì con nói tiếng gì? Lúc mà con gặp chồng con á là con chỉ được mấy câu tiếng Anh thôi à. Nhưng mà con gặp ở đâu? Dạ ở Malaysia. Lúc đấy là con qua Malaysia làm việc, có chị bạn rủ con cùng đi chơi. Con không biết bạn này, nhưng mà lúc mà tới thì bạn này cứ tới là hỏi số điện thoại của con, hỏi tên của con ấy. Xong là con cũng cho gọi là cũng cho qua thôi chứ không nghĩ là gì hết, nhưng mà sau này bạn về là bạn này suốt ngày là bạn nhắn tin ấy. Rồi mà con, tại sao biết bao đó. Nhiêu cô gái con không để ý mà con để ý một cô gái người Việt Nam? Bình thường cũng không đi xin được số điện thoại như vậy đâu. Nhưng mà có vài ly rượu vào rồi thì can đảm hơn. Cho nên là lúc đó thấy dễ thương quá. Thì cho nên là tới xin số điện thoại luôn. Rồi con có trả lời không? Hỏi đó con có trả lời dạ, không? Dạ, con cũng... Không trả lời. Lúc đầu có kiểu trả lời vài câu thôi. Và sau đó rất là tránh. Con cũng cố gắng để nhắn tin nhưng mà... Tầm khoảng 2-3 tháng sau, mới bắt đầu nhắn tin lại vì lúc đó là muốn nhờ. Nhờ gì? Chắc là gần thời gian Tết. Tết bên Malaysia là còn nhớ Việt Nam. Thì cho nên là nhiều cửa hàng, quán ăn họ không mở cửa. Và lúc đó là cô thì ở nhà không có ai chờ đi mua thức ăn. Mình nói chung con đúng không? Dạ, nói chung là đại loại là như vậy đó. Sau đó mới bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Có trả tiền con không? Hay là con đi mua rồi con phải đưa cho nó ăn? Lúc đấy con chỉ nhờ bạn là chở con đi thôi. Chứ còn con là con tự trả tiền của con. À, phải rõ ràng. Đúng rồi, nhưng mà hôm bữa đấy là con về con cũng không có một câu cảm ơn hay không, còn cũng không nói gì luôn. Có nghĩa là con không nhớ gì đến bạn luôn ấy. Xong là bạn mới nhắn tin cho con, mới bảo là bạn là một người không tốt. Bạn chỉ cần tôi khi bạn nhờ tôi thôi, còn hết nhờ tôi là bạn không quên có liên lạc với tôi, quên tôi luôn. Là kiểu quá cầu thực đúng không? Con nhận được cái tin nhắn xong là con buồn cười quá, con bảo lần đầu tiên có một người bảo mình là không tốt như thế này, thẳng thắn quá. Con nhắn tin lại là cũng nói chuyện với nhau dài một thời gian, xong là bạn rủ con đi chơi. Rủ con đi xem phim, nhưng mà con cứ bạn tới là con lại bảo là con ốm. Con cứ làm như vậy hoài một tháng vậy á, mà con nghĩ là bạn chắc là chán rồi. Bạn bảo là nếu mà bạn có người yêu rồi á thì là nói với tôi sẽ không coi làm phiền bạn nữa. Rất là thẳng thắn. Dạ đúng rồi, rất là thẳng thắn. Rồi con sao? Không, chưa có người yêu, cũng chưa có bạn trai gì hết. Nếu mà lần sau rủ đi ăn hay đi xem phim gì con sẽ đi. Từ lúc mà gặp nhau ở cái buổi tiệc đó cho đến cái hôm mà đồng ý đi ăn với con là thời gian là bao nhiêu lâu? 3-4 tháng. Con cũng kiên trì quá. Dạ. Chú hỏi thiệt á, trước giờ là con không có người yêu hay sao vậy? Có, nhưng mà chắc là do khi mà lòng tin. Dạ. Nhớ. Khi mà đi chơi với nhau. Dạ. Thì là con phát hiện ở cô này có cái điểm gì đặc biệt mà con quyết định coi như chinh phục không? Đó là song phẳng. Có nghĩa là khi mình đi chơi thì cô cũng có nhiều khi là đòi trả lại tiền. Nói chung là không lợi dụng ạ. Bao lâu thì ảnh mới tỏ tình với con? Khoảng tầm một tháng sau á là chồng con nhắn tin cho con biết là I love you. Bao lâu thì có nụ hôn đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên là mình hay vợ chồng mình là đi chơi ở công viên nước. Tới công viên nước á thì trò nào cũng không chơi, cảm thấy sơ quá. Rồi hai đứa đi vòng dạ đúng rồi ạ. Rồi nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện khi nào? Là khi mình bơi lội ở đó đó.
thuê một cái phao và hai người là ở trên kia, và mình cứ bơi bơi một tí, sau đó em chủ động hơn một chút để hôn đầu tiên. Dạ. Là tại vì cô mặc đồ bơi chịu không nổi đúng không? Nhìn không phải như vậy đâu. Còn gì vì chắc là mặc bên quá. Không phải đâu cô, bởi vì ở bên Mã Lai là không được mặc đồ bơi giống người Việt Nam mình đâu. Dạ. Rất là kín đáo, người ta rất là mặc, ví dụ người ta có xuống bơi người ta cũng mặc đồ dài thôi ạ. Quần dài, áo dài vậy đó. Vẫn chung thân vậy đó. Con mặc quần đùi áo bình thường thôi. Là coi như cũng thành đồ bơi rồi. Ở bên kia ta mặc quần dài, có mình có mặc quần đùi thôi là đã thấy là đúng không? Bữa đó là con chịu hết nổi rồi đúng không? Dạ. Chủ động là không cổ thôi. Dạ dạ. Rồi, coi như là con ở bên nước ngoài là nước là cái ở thuê ở trọ đúng không? Và bây giờ lại có người bạn trai ở bên đó. Con có tính là thôi như là qua ở ké nhà ảnh luôn không để khỏi tốn tiền nhà trọ? Con rất là sòng phẳng nên con không muốn lợi dụng bạn trai con cái gì hết. Cũng bảo chồng là con là kiếm cho con một cái nhà, con muốn tự thuê nhà xong là hai đứa cùng ở với nhau á. Ở bên Malai là hai tụi con sống chung rồi. Đúng là tiếng gì con cũng ấy chứ con không có bắt ảnh bảo trợ con. Dạ, nhờ không đi ăn hoặc đi mua đồ ăn là chồng con gửi đưa tiền cho con là con đi mua thôi. Chứ còn tiền nhà là con gửi, bởi vì con suy nghĩ là cái này là con bảo chồng con thuê mà. Con làm như vậy lợi dụng thì không tốt. Rồi bao lâu thì con về Việt Nam? Con ở thời gian ở Malai là 8 tháng. Nhà con có việc nên là con bay về. Lúc con về là con cũng nghĩ là con phải về tầm 1 tháng thôi. Sau đó là con qua lại. Khi con về Việt Nam khoảng tầm 1 tháng ấy, là chồng con có nhắn tin cho con bảo là hay là chồng qua đây chơi để cho biết gia đình ấy. Xong đấy là chồng con qua. Chồng con qua chơi được khoảng tầm hơn một tuần gì đấy là chồng con quyết định là sang ở Việt Nam, sống ở Việt Nam luôn. Sống cho đến bây giờ luôn. Còn về Quảng Bình thì có cơ hội làm việc tại một khách sạn resort. Là con là quản lý khách sạn. Dạ, trong khoảng một tháng sau họ đã mời con là để chăm sóc resort kia. Dạ. Và lúc con về con đâu qua trở lại Mã Lai đâu, con ở luôn mà. Đúng không? Có quá một thời gian để dọn đồ đi viện bên kia quay lại Việt Nam, bởi vì chồng con ở bên kia đang làm ngân hàng. Xong đấy là chồng con phải là quay về để nghỉ việc ở ngân hàng đấy. Nhưng mà rồi ba mẹ của con sao không có đồng ý cái quyết định không? Dạ, đầu tiên thì có một chút không thích. Dạ, ba mẹ không hiểu tại sao là bao nhiêu nước vì sao chọn Việt Nam. Lúc đó là cũng có khái với ba mẹ, nói là vì con có người yêu từ Việt Nam nên là ba mẹ cũng nói quan trọng là con hạnh phúc thôi và sống tốt thôi. Cho nên là con muốn đi đâu thì đi. Dạ. Nhưng bây giờ thì ba mẹ vui. Dạ, ba mẹ có vui. Qua đây chơi chưa? Dạ phải qua đây cưới vợ chứ. Dạ ba mẹ chưa qua, nhưng mà hai vợ chồng mình đã về bên kia rồi. Có nghĩa là từ lúc cưới cho tới giờ là ba mẹ con vẫn chưa qua Việt Nam. Sức khỏe của ba. Ông bà bao nhiêu tuổi rồi? 65. Thấy từ ngày lựa chọn coi như về quê vợ, về đất nước của vợ, con cảm thấy cuộc đời con may mắn không? May mắn chứ. May mắn. Cho nên gọi là lựa chọn yêu thương, lựa chọn hạnh phúc. Dạ. Sau đó bao lâu thì cưới? 5 tháng ấy. Dạ. Ủa sao cưới nhanh vậy? Con có em bé. Bây giờ em bé là trai hay gái? Dạ trai ạ. Bé được 4 tuổi rồi ạ. Ủa nhưng mà lý do gì con chuyển vô thành phố Hồ Chí Minh? Vì lúc đó là dịch bệnh á. Dịch Covid ạ. Vì resort kia là của con đang làm thì đa số là người nước ngoài. Dạ, cho nên là khi dịch bệnh bùng phát đó thì người nước ngoài không về được. Đúng rồi. Cho nên là khách sạn bị ảnh hưởng lớn. Dạ, và sau này là thì con quyết định thôi để vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm công việc để nối lo cho vợ với con. Dạ. Thôi tốt rồi. Quá đẹp. Dạ. Chúc mừng hai vợ chồng có được một cái tình yêu rất đẹp. Vậy là chắc chồng con tốt lắm, không có tật xấu gì đâu ha. Nhiều lắm ạ. Nhiều lắm. Con chỉ mong lên đây khui tật xấu của chồng con. Đi con đó. Tật xấu của chồng con là hút thuốc nhiều. Hút thuốc rất là nhiều. Cái đấy là xấu nhất. Những lúc mà hút thuốc nhiều quá, con có phản ứng với chồng không? Dạ có. Con nói hoài, con bảo là hút ít thôi. Hạn chế lại, mình không bỏ được một lúc ấy. Không bỏ hẳn luôn ấy. Thì hút từ từ mình giảm lại. Ảnh hưởng tới sức khỏe với lại người cái mùi thuốc là con không chịu được. Nhưng mà anh có nghe con không? Không có nghe. Lúc mà con có bầu á là hứa với con là sau này sinh em bé ra là không có hút thuốc. Tới khi con sinh em bé ra rồi lại hứa với con là để tới khi con thôi của con thôi nôi một tuổi là bỏ thuốc. Năm nay nó 4 tuổi rồi. Dạ, bây giờ năm nay 4 tuổi rồi mà vẫn chưa bỏ thuốc. Vẫn không bỏ thuốc. Dạ. Con cùng cảnh ngộ với cô đó. Rồi gì nữa? Dạ, chồng con là cái là
đã mê cái gì là rất là mê. Mê chơi game nha, là bỏ hết toàn thời gian vào chơi game vậy đó. Ừ. Có nghĩa là hết đi dạy là chơi game? Không, khoảng thời gian bây giờ là chồng con là bận công việc nhiều, là chồng con bỏ game rồi, không còn chơi nữa. Trước đây mê game mà còn con có khuyên, có bảo chồng con là đừng có chơi game nữa cũng không nghe. Nhưng mà bây giờ là hết rồi đúng không? Bây giờ thì ok, bây giờ vậy bỏ thôi, coi như không tính. Có nghĩa là gì nè, bạn đang nói cái tính chồng á là thích cái gì thì sẽ làm cho bằng được và đúng làm rồi. Tới tận cùng của cái sự việc đó. Ví dụ như cái thời điểm đó mê game là sẽ bỏ hết để game, chơi game, chơi game. Sau đó bắt đầu chuyển qua mê công việc thì bắt đầu sẽ bỏ hết mọi thứ để chuyển cho công việc đó, tới nơi tới chốn. Cũng may là ổng mê những cái gì nó tốt, đó là cũng mê công việc là tốt. Có gì nữa, chồng con là người rất là luộm thuộm. Nhìn vậy mà luộm thuộm hả? Cái nhìn cái tóc bây giờ cô hơi bị ngưỡng mộ đó, tóc nó ngồi đúng không? Chải ước ao của chú đó. Chồng con rất là ở nhà rất là luộm thuộm. Thí dụ ví dụ như chồng con cởi bộ đồ xuống nhà, áo cái quần là nó nằm ngay ở giữa đấy luôn, có nghĩa là chồng con không biết là cái quần móc lên cái dàn phơi đồ hay là không gì có khòm xuống luôn. Dạ, không có khòm luôn, y chang hai cái ống quần nó nằm nguyên là vậy cái, đấy là cái số 8 nằm ngang đó. Luộm thuộm nhưng mà lại thích cằn nhằn. Luộm thuộm mà thích cằn nhằn. Thích cằn nhằn vợ là ý là con bày ra cái gì bảo là dọn đi cái này như thế này là luộm thuộm, này như thế này là không được, này như thế kia là thích cằn nhằn con. Ảnh có gia trưởng nhưng mà bạn chắc không, không có gia trưởng. Là hay luộm thuộm mà hay da dẻ. Dạ đúng là hay da dẻ đó. Là chồng con là như vậy đó. Và có mong muốn anh thay đổi điều gì không? Trời, con mong muốn là chồng con là bớt hút thuốc lại đi. Bởi vì hút thuốc nhiều nó không có tốt. Mẹ chồng của con cũng tạo áp lực cho con đó. Cứ nhắn tin hỏi con hoài là dạo này chồng có bỏ thuốc chưa, đã bỏ thuốc chưa. Lúc nào cũng cứ nhắn tin cho con vậy, con cảm thấy cũng buồn. Con mong muốn chồng bỏ thuốc. Dạ đúng rồi. Giờ tới chồng nè, vợ có tật xấu gì không? Có. Vợ là nhiều khi là hơi dài dòng. Dài dòng. Dài dòng. Là khi có những việc gì xảy ra là không vui á, vợ sẽ nói lặp đi lặp lại luôn. Nó hoài. Dạ, nó cành hoài. Dạ, cằn nhằn. Ví dụ chuyện con luồm thùm. Dạ. Nó hoài luôn. Nói liên tục luôn. Mà quan trọng nói hoài, con có thay đổi không? Không. Dạ, cố gắng, đáng cố gắng. Đáng cố gắng. Và hồi nãy là vợ cũng còn nói là con luồm thùm nhưng mà hãy cằn nhằn. Vì thực ra là vợ cũng là một người rất là luồm thùm. Có cằn nhằn không? Dạ có. Đó thì nói chung là đồng chồng đồng vợ, kẻ tám là người nửa cân, ngồi nào chung nấy. Đó, như vậy là chồng lượm thượm mà vợ cũng lượm thượm đó. Chồng lằng nhằng, vợ cũng lằng nhằng, vậy cuối cùng đứa nào dọn cái đồ đó chắc con hả? Chà con. Nhưng mà rồi có cái điểm xấu nào mà khác con không? Chứ nãy là cô thấy hai cái là giống y như nhau rồi đó, có cái gì khác? Còn một cái vợ là hơi khó để quyết định, không quyết đoán. Dạ đúng rồi ạ. Buổi sáng là nói là chiều nay đi xem phim. Từ trưa thì chiều nay không xem phim nữa. Thay đổi. Dạ, tới buổi chiều lại xem phim. Tới ra phim không xem. Dài rồi. Chiều đó. Dạ, lúc đầu thì hơi mệt. Dạ, nhưng mà hiện tại thì... Quen rồi. Không, như vậy là không phải là không biết đó mà là không có lập trường. Dạ, đúng rồi. Cái đó mới là đúng. Dạ. Vợ là người không có lập trường. Dạ. Đó. Mà hay nhất là tới đập chiếu phim mà không coi á. Nghề phụ là bán bánh tráng. Dạ. Thay đổi lật. Thế mà mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thay đổi tật xấu cuối cùng đó. Dạ. Tật xấu cuối cùng là phải có lập trường. Dạ. Phải quyết đoán, không được bán bánh tráng nữa. Dạ đúng rồi ạ. Trong thời gian gần đấy, mình đang quyết định là muốn đi ăn gì. Buổi tối đi ăn gì. Thì lúc đầu thì nói là đi ăn lẩu. Và đến buổi trưa thì nói đi ăn bún rau mắm tôm. Và đến buổi chiều thì nói đi mua con tôm hùm về luộc để ăn, để đá, để nhau ở nhà luôn. Và đến cuối, đến buổi tối thì ăn bún rau mắm tôm. Bún cũng thay đổi cho một ngày. Bún cũng ăn lại bún rau mắm tôm. Đúng rồi. Không ạ. Nhưng mà dễ thương đúng không? Dạ. Nó nghe nè, trước khi mà chị Vân có đôi lời chia sẻ với hai chồng á, thì thật ra là tại vì ba mẹ con vì tuổi cao sức yếu, vì dịch cho nên là không thể nào đến Việt Nam. Nhưng mà thật chất là trong chương trình này ba mẹ con sẽ xem. Hoặc là khi mà phát ra con sẽ gửi cái video clip cho mẹ coi. Thì trong khoảng thời gian con trai của mẹ đi qua một cái đất nước khác làm việc, có điều gì muốn nói với ba mẹ con khi mà chứng kiến cảnh con mình ngày hôm nay rất hạnh phúc trên một cái đất nước không phải là Malaysia? Dạ. Con có dịp bày tỏ.
Dạ. Bằng tiếng Malaysia cũng được. Dạ. À, con cảm thấy là đất nước của Việt Nam đấy là rất là đẹp và người là rất là thân thiện. Cho nên là nhiều mẹ và bà sức khỏe cho phép thì hy vọng ba mẹ là có thể qua đây và để thưởng thức cái cuộc sống ở đây là như thế nào. Và yên tâm về con, vì con hiện tại là rất là hạnh phúc. Mommy Daddy, mọi người đều có đau hô. Nếu có liều cơ hội của bà, thì có thể có lý đồ, xí hà. Đang sáng hạ ở đây cái sống hoạt là điểm không kì, là hữu lành kì. Cảm ơn tụi con nha, cảm ơn tụi con đã gọi là đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Còn riêng con á là cảm ơn con vì con có một cái tình yêu đối với Việt Nam, với con người Việt Nam, đất nước Việt Nam phải nói là quý lắm luôn. Và rất là ngưỡng mộ con là con đã nói tiếng Việt quá giỏi luôn. Rồi thích ghê luôn. Thật sự rất giỏi. Phải thực sự yêu thì mới làm được điều đó. Cái đó cô nói nghiêm túc. Nếu con thực sự không yêu cái đất nước này á, là con không nói được tiếng Việt giỏi như vậy đâu. Đúng không? Anh đã cảm ơn con ở điều đó. Mong là tụi con lúc nào cũng hạnh phúc ha. Công việc thì thuận lợi đó. Giàu có. Mau chóng có cái nhà. Mau chóng có một căn nhà thiệt là đẹp. Eulife, nước uống ion kiềm đầu tiên tại Việt Nam. Eulife khỏe ruột mát da, món quà cho sức khỏe. Eulife tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Hello, chào hai vợ chồng. Rồi, mời hai bạn tự giới thiệu về chính mình. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Phúc, em sinh năm 92, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Em ở quận mấy Phúc? Dạ, hiện tại hai vợ chồng em đang ở Bình Thạnh. Rồi, mời cô dâu với nụ cười tươi trẻ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị xem đài. Em là Bích Hằng. Năm nay em hơn chồng em 1 tuổi. Là em đang là quản lý của một ngân hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ rất muốn biết là hai vợ chồng em coi như là trước đây là quen nhau như thế nào, rồi lần đầu tiên gặp gỡ nhau rồi có ấn tượng gì về nhau nào, chia sẻ cho anh nghe đi. Ban đầu hai chồng cùng vào làm ở một chi nhánh của ngân hàng. Thì vợ em là vào trước em 6 tháng. Ban đầu thì chỉ là va chạm về công việc thôi, do em là kiểu nhân viên mới. Em hay thiếu những cái phiếu lương, gọi bên em gọi là phiếu luân chuyển, thì hay qua xin chị này. Tại vì chị này mà đầu tiên tụi em ấn tượng nhất là chị này thì rất là vui vẻ, hòa đồng với nhiệt tình, nên là nhìn cái mặt là biết rồi. Dạ, nhân viên mới nên là mình cũng thấy ai sai lỗi thì mình nhờ trước. Mà nhờ nhiều quá thì bị chê. Hồi đó là vào là còn gọi là chị. Thì ấn tượng ban đầu của em với bạn này thì bạn cũng còn mới vào mà thấy nhiệt tình thì mình cũng quý. Cứ xin hoài một tờ thôi. Có nghĩa là thấy là bạn cũng không có nhớ á. Cho nên là mấy lần sau thì mình bị quạo. Bị quạo thì thấy ảnh lủi đi xin người khác. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, với cái ngoại hình của Phúc như vậy á, thì ban đầu nhìn Phúc em có cảm tình với bạn ấy không? Dạ, thực sự ban đầu là em không có cảm tình. Tại vì ngày xưa ảnh gầy á, hình như có hơn khoảng 45kg thôi. Trời ơi, cao gầy mà 45kg là nhìn giống như que củi á. Như là cái thanh sữa răng á. Em định nói á. Ốm hả? Về cái ngoại hình của cô ấy lúc đó như thế nào? Ấn tượng ban đầu thì em chỉ ấn tượng là tính tình vui vẻ. Còn về ngoại hình hồi đó là gọi là em hơi chê. Vợ em cũng ốm nên là ấn tượng ban đầu mà nói hơi thô tí là nói sâu người giống như bị suy dinh dưỡng vậy đó. Và thêm nữa là vợ em là có bệnh mãn tính là bệnh vỉ nến á. Thời gian mà đi làm thường là hay tay chân rồi nó sẽ bị nổi những cái, nên nhìn nó hơi lượm thượm. Rồi chân cẳng thì một phần là do hơi hậu đậu nên chân cẳng lúc nào cũng té rồi va chạm, nên si cà que lúc nào cũng đi ngắt. Trời ơi, vậy nhắc. Đó hả? Dạ. Lúc em bao nhiêu ký? Hồi đó là em khoảng 30-40kg á. Trời ơi, luôn chơi lịch. 30-40kg mới chơi 40-40kg. Trời đất ơi, hai cái tâm sữa răng gặp nhau. Đó. Từ lúc nào hai đứa ai cua ai nè? Đầu tiên là không thích thật, nhưng mà tự nhiên trong một cái lần mà mình họp á, phòng ban với nhau thì lại thấy bạn này bạn kiểu như là một người mới, mà cái cách bạn nói chuyện á, tự nhiên không biết sao giữa có rất là nhiều nam nha, tại vì ở hồi thời điểm đó thì chi nhánh em nữ ít, nhưng mà tự nhiên cái cách mà bạn nói chuyện nè, bạn báo cáo hay bạn trình bày một cái vấn đề gì, mình cảm thấy giống như là đằng sau bạn có một cái hào quang gì đó nên mình lại để ý. Sự uyên bác đúng không? Một cái sự mà cuốn hút khi mà anh diễn giải năng lượng tả, đúng không? Cảm nhận như là vợ cua chồng hay chồng cua vợ đó. Nói về tán thì em là người tán vợ em, nhưng mà cua thì vợ em cua em. Vậy thì cái điểm nào ở vợ mà em lại thích và em lại tán vợ? Em chỉ thích vợ em ở một điểm là vợ em nhìn một người rất là năng lượng và tích cực. Ngay cả bây giờ người ngoài mà nhìn vào vợ em cũng thấy là, tại vì vợ em bản chất hiện tại là vợ em vẫn làm sale. Giai đoạn đó là vợ em cũng là một người bán hàng khá là xuất sắc.
ở chi nhánh nên là mình càng ngưỡng mộ nữa. Em mới ra trường nên cũng chưa có xác định là sẽ quen nữa, với thêm là tâm lý chắc kiểu của con trai hay là đàn ông là kiểu phải thành đạt. Em có cảm giác là bạn này bạn đương muốn từ chối khéo mình không? Dạ biết, có tâm trạng em biết. Tại thấy mình thấy tự nhiên mình thấy có một cái ấn tượng thì mình tán chơi thôi. Đỉnh điểm á, 3 giờ sáng nhắn tin thì bạn từ chối khéo một cái là giống như em kiểu em rất quý chị nhưng mà em chỉ nhắn tin và muốn làm việc trong công việc thôi. Mình mình quê lần một rồi. Xong rồi tới lần hai là thôi hẹn nhau đi coi phim. 4 giờ chiều đi coi phim. Hồi đó cái vẻ ngoài của em không có như bây giờ. Em bây giờ là em hết 85% bận rồi, em dành cả 2 tiếng đồng hồ em chăm chút. 4 giờ chiều em gọi điện thoại là không hề liên lạc được cho tới 7-8 giờ tối. Cho leo cây. Dạ đúng rồi, sau này thì em mới biết là bạn đi nhậu mà bạn kiểu bạn uống không nhiều nên là bạn bị xỉn mà bạn ngủ quên á. Quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Cho nên là mình không có tiếp tục nữa. Thì bạn lại quay xe ngược lại, bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn rồi hứa có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên rồi, tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Cái nguyên nhân nào mà em lại có suy nghĩ và em quay lại em cô chị? Em cảm thấy em có lỗi tại vì mình cũng hẹn với người ta rồi sau đó là cũng bắt đầu xin lỗi rồi hẹn đi ăn lại nhưng mà cứ từ chối cũng 1-2 lần á. Rồi về sau thì có một lần đi thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau, tại ban đầu là vợ em cũng không biết là do bữa đó em xỉn. Nên là về sau thì bắt đầu giải tỏa được cái đó. Dạ, sau hai đứa quyết định yêu nhau. Đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô? Khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Ban đầu tụi em chỉ xưng tên thôi. Rồi sau từ từ vài tháng sau rồi bạn này bắt đầu ra yêu cầu bây giờ là nếu không xưng anh em thì thôi không quen. Đó thì từ từ tụi em bắt đầu mới thay đổi. Dạ. Quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi? Tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Ủa sao chưa biết hay vậy? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá. Đôi mắt này có thể nhìn vợ không? Người ta còn biết ta son hay không son à? Như thực ra là em với anh này đến với nhau là từ những cái sự hiểu lầm á. Cụ thể luôn nè, ví dụ như cái lần mà hai đứa chuẩn bị ý định là chuẩn bị tới đám cưới đám hỏi á thì có đi ở ngoài. Ở ngoài thì mình có đâu có nghĩ là ổng chê mình xấu đâu. Mà mình nghĩ ủa sao tự nhiên đàn ông với phụ nữ mà ở trong một cái phòng chỉ có hai trai đơn gái chiếc thôi mà không làm gì hết. Người đó rất là chính trực. Ổng dẫn em về quê á, về quê ổng á. Trước giờ theo như mẹ chồng em nói là chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về nhà. Thì dẫn em về thì ảnh nghĩ là vợ mà sẽ hơi để ý vẻ ngoài này nọ. Nhưng mà em cứ lao vô em nấu ăn rồi mình bắt cá mà mình kiểu ở quê ở miền Tây nữa. Không, cô này cô không để ý gì hết trơn. Thực ra không phải em hoạt động đoàn hội phong trào nên mấy cái đó em thấy bình thường. Hai vợ chồng từ những cái bình thường nghĩ như vậy hiểu không, xong rồi tới với nhau sau này bắt đầu mới nói ra mới biết không phải vậy. Để chị hỏi này, chị tò mò quá. Cái này sao tò mò? Sao có hai đứa ở trong phòng mà em làm gì nó đó đây đó, tôi cũng định hỏi gì luôn á. Định hỏi gì đó nó có ý của vợ em là đó, em chê vợ em nói sao bà này xấu quá nên là đừng có nên dây vào thôi. Dạ là em nghĩ vậy hả? Ông ổng nói á, sau này ổng khai ra với em á, ổng nói là thật ra là hồi đó tôi thấy bà nói chung là quen thì quen nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kiểu là chốt chặn cuối cùng nên là tôi phải giữ sự trong trắng của tôi. Tức là vì những cái hiểu lầm nhỏ nhỏ đó mà họ đến với nhau đó em. Bởi nhờ như vậy mà họ mới hạnh phúc. Mà tại sao hạnh phúc là nhờ lựa chọn? Yêu thương, chọn hạnh phúc. Tụi em tự chọn những cái mà tụi em tưởng như là sự hiểu lầm nhỏ nhỏ như vậy á, nhưng mà đó là do em chọn, sau này mình mới biết đó là hiểu lầm thôi đúng không? Nhưng mà thành ra tất cả những chọn lựa đó đều mang lại sự hạnh phúc cho mình. Đúng không? Đúng không? Dạ, em đề cập cái chuyện cưới bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Anh này là người đàn ông của gia đình mà. Cho nên là người ta sẽ thích kiểu một người phụ nữ mà mang lại cho họ một cái cảm giác gia đình. Cho nên là nguyên tháng trước đó là ngày nào em cũng mang cơm đi làm hết, rồi sẽ nấu ăn cho ảnh. Sau khi cưới xong thì hết rồi. Một năm được nấu được vài bữa còn là anh nấu hết. Với lại thêm một cái nữa là chồng em á thì cũng hơi lo ngại một xíu là thời điểm đó thì cũng không phải ai cũng ủng hộ vợ chồng em. Cũng nghĩ là em kiểu em hoạt động nhiều, em cao, có nghĩa là em thường xuyên cao bay xa chạy gì nhiều đi nhiều thì cái sự mà dành vun vén cho gia đình nó không có. Nên là đúng rồi, nên là họ cũng bàn ra với cũng có vài người bàn ra với chồng của em. Mọi người cũng nói rồi truyền tay nhau thì em cũng có kể với vợ em nhưng mà em nói là nghe thì biết vậy thôi, thì quan trọng là mình đánh giá về nhau. Rồi vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 năm đó, 5 năm rồi. 5 năm á,
chưa hài lòng ở người bạn đời của mình? Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Thứ hai nữa là hay thả bom. Đó là tốt bụng thôi, kệ nó. Luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống, ok xin lỗi vợ thế này thế kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, ảnh ngủ luôn và em chờ ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12, 1 giờ đêm cho đến khi nào ông cho em chừa cái tật đó đó. Thì bắt đầu sau này kể từ đó là em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ luyện đồ đúng không? Ông kêu bây giờ luyện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó. Làm sao em không dám nữa, có nghĩa là sẽ đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Cái đó mà làm thử đi rồi á, tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ. Câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát Biển Đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Rồi sao? Bây giờ tới em đó. Xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen. Thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự tin, tự ti là do bệnh á. Nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá. Nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Rồi về sau mình góp ý nhiều lần thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới lấy xem. Rồi quá dễ sợ. Tập số thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc á, là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Dạ tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm, tại vì vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xây xò bề ngoài, nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm. Với vợ em bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiều mình chấp nhận đó thì mình cái đó là cái lựa chọn của mình và mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình thì nghĩ nó vẫn ok. Thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay á thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn. Tại vì em bị từ năm lớp 2 đến bây giờ dạ. Thì tự tử nè, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn khi em có ba mẹ, có gia đình, chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi, cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình. Nó hay quá. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi bây giờ chưa có một cái sự tỏ tình. Một câu tỏ tình. Và cũng chưa có một cái lời cầu hôn. Anh bắt đầu anh khai mỏ. Anh chúc các em có em bé. Mình là đàn ông mà, đúng chưa? Anh muốn em có một cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình. Thì nói thẳng luôn đi, lời tỏ tình đáng yêu luôn đi. Và cầu hôn với vợ em. Trời ơi, cái sàn vợ chồng son ở linh lắm á nha. Dạ. Thật ra thì anh sẽ không nói những cái lời mật ngọt với vợ, tại vì tính anh thì anh sẽ không thích hợp nói những cái điều đó. Nhưng mà khi mà anh đã quyết định chọn ai, tại vì trong quá trình quen nhau thì mình đã có nhiều thử thách rồi, và khi mình đã lựa chọn thì mình sẽ tôn trọng cái lựa chọn đó, và mình đây là lựa chọn mà mình đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng và theo nó đến cùng. Vợ hãy cứ tin tưởng cho anh. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp những câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Cô dâu ấn tượng quá nghe. Wow, nhìn quá ấn tượng luôn. Ấn tượng. Cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi. Chắc con trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah, em ôi cưng quá Coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á. Dạ, từ lúc mà mới sanh ra tới thời điểm này á là ai cũng nói bé giống ba. Tới cái ngày này á là ngày sinh nhật của chồng em á. Cái có người nói là bé giống mẹ, cái em chụp liền ngày hôm đó, đi xăm liền ngày hôm đó. Xăm liền luôn. Em có phải làm nghề tattoo không? Dạ đúng rồi.
tattoo chứ đúng không? Tattoo. Tattoo chứ tattoo vậy? Ai biết mình đọc là tattoo. Tattoo. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em tên là Phương Thi, em đang 23 tuổi. 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa đến học nhỏ xíu vậy trời? 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi. 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu, đẻ rồi. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Trọn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Bữa đó tụi em kiểu làm một cái show thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong buổi show đó. Lúc mà tụi em diễn xong á, tụi em có đi ăn uống với nhau, lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ, đó là xử lý âm thanh cho nhóm mà. Cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Lúc em 19 tuổi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn, trong là sau trong, đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi sau ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Dạ. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á, mà em không có thích nghe nhạc rap. Đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu đi một mình, không bao giờ nó đi một mình hết. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên mình. Nên là vì thương bạn mà đi. Dạ, vì thương không? Bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Có nghe gì rap chưa? Dạ chưa. Nhìn cái hình nền đó. Hình nền rất là rap luôn á. Ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Dạ tâm hồn em là EDM. EDM. Giọng dữ luôn nha. Rồi đêm đó làm sao nè? Em chỉ mong cho hết show đi về lẹ thôi chứ mình đâu có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Lúc mà hết show em ra khỏi cửa, em đứng đó em chờ bạn, cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này? Lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Tại vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không, chứ không phải vì bạn này. Dạ. Ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ đúng rồi. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ chưa luôn. Chưa, lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào? Lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý với vợ em. Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Tại sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại vì nó thấy cô này make up đậm. Sao do make up đậm mà? Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? À, như là dây hay là trắng trẻo? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mĩm một xíu. Mũm mĩm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. Khi nào thì mới bắt đầu là nói chuyện? Thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á, thì em cũng không có để ý gì nhiều. Không kể như là ngồi ăn, tại em bị dị ứng với đồ cay, em không ăn cay được. Quán ốc đó, mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không? Dạ, em với con nhỏ bạn ngồi xem không? Ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi. Nói là, ủa sao em không ăn gì hết vậy? Em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc, liếm giả bộ. Hết cay rồi em ăn đi. Trời ơi, ấn tượng quá. Ấn tượng đầu tiên của ông bạn. Không, liếm giả bộ. Cái giả bộ nó mới dễ thương. Lúc đó em phản ứng sao? Em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giống như gốm. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi rap mà sao tánh kỳ. Cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Sau đêm đó về, em có tìm hiểu gì về cô gái này không và ngược lại? Sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào đúng không? Sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những cái hình cũ của vợ em á. Là em thả tương tác. Chơi đầu mộ. Trong khi đó thì em thì sao ấy? Kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi á, 19, 18 tuổi á, em vẫn còn ham chơi đó. Đi chơi đêm là chủ yếu á. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về.
đó lúc mà bạn trở về cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Bạn đó quay qua rủ chồng em. Chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo họ này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái em nhìn chồng em cái kiểu, ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu, ờ đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi, em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn, bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa, cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Em về cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em hỏi, tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng em. Nghĩa là cả hai về là tìm liền. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác nhưng mà có vô add fan cô này không? Chưa. Thả tương tác thôi. Thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không. Rồi ra là chồng em biết Facebook em trước. Mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại, cứ bấm play bấm pau coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng nhìn tao đi. Cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu, mày có bị khùng không? Nhóm người ta mặc áo khoác nhóm, ai cũng mặc như ai hết á. Nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính rồi, mày tìm ai? Cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết á. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái em add fan, cái ảnh chồng em trả lời liền luôn, accept liền. Cái chồng em nhắn tin qua hai em. Cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ cách 2 ngày. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày vậy á là mới kết bạn được với nhau. Qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn. Cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn. Thế là nó giận em một tuần. Qua lúc ăn kem á, em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em thế nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ em là người đẹp trai cao to các kiểu, sau đây nhìn nó kỳ kỳ. Em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, anh biết là đó là ai không? Cái xong mà cái cũng anh nè, cũng anh nè. Sao mà em cứ gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Sao mà em không nhớ vậy em? Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kiếm. Nó ná nhau hết. Ná nhau. Sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sau chặt cũng lâu quá chị ơi, lâu lắm. Trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á, hai gia đình có biết không? Bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết. Em còn đang giấu. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á. Cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nói ra cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là hai tháng không thì có sinh nhật anh á. Sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Bạn nít mà, nít mà yêu đương gì? Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ là chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về lúc mà bạn về rồi mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là lựa chọn con.
cho nên là con kiểu lớn rồi, cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng một thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận, cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì lúc đó là mẹ em mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Đó. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng về sống chung á, thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống về chung với nhau sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau 11 được 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời. Có nghĩa là lúc đó là giận nhau không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn chung buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Mày có bầu luôn. Xong rồi bác sĩ bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là mẹ chí là ba của ba em. Dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ông là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết đó. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng cho nên là ba em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu của trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Mà mẹ có chạy khóc về không? Khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là dạ không? Còn mẹ của Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm mẹ giữ mẹ thương cho. Rồi còn bên gia đình của em á thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó thì em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Bởi vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay chia tay đó là mạnh ai nấy ở gì, cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, sao mập liên quan tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay? Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là
nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Dạ. Nó phải có một cái tác động gì đó. Dạ. Bạn bè của ảnh thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ, gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy là sẽ phản đối. Dạ. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi nay em khách về trễ quá nên thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Vậy tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này. Tại sao kiếm chuyện người ta cái, vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều quá cho nên là em rồi anh hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vậy em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vậy em không nghĩ là những thời gian trước đó là vậy em lại em khó chịu rồi. Dạ. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đó nói là không có được. Nó ra nó vô rồi đó. Dạ, phải không? Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá em nói là thôi xách ba bố về nhà chồng dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền ngay tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán em đổ hết quần áo bán ra, em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là đã vui vẻ quá mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong càng cái điên nữa đúng không? Còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kềm cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa. Em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi. Coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thế này sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái người cu nhìn mặt nó xinh dễ sợ này. Em xăm á mà nhìn như sống thần động dễ sợ ha. Bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Dạ. Tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi. Mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Đó, cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh làm sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Giờ cũng xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho nên là chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mô cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Xong rồi cái ảnh công khai lại. Công khai lại được đâu được một tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi vậy là quá hiểu rồi. Nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, phần vui đi. Vui nhộn nha. Bây giờ chị nói trước đi. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Hai năm rồi. Thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chỉ biết nè, cầm ràm vài cái cầm ràm đó, đó cầm ràm đó, cầm ràm gì đoán đó. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6 rưỡi mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó, lê mê dây thun đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá,
kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất, đẹp nhất. Mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn. Mình phải chuẩn bị trước đó. Dạ, đúng không? Dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ. Hồi đó tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Ủa, nhưng mà cô ấy có ghen không? À, có, anh ghen lắm. Ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng ánh sáng, có những tia hả? Có những tia sáng tia, không khó chịu á. Ừ. Khó chịu cho nên nó không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm. Tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? À, về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được. Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà nó động trời không? Vui không? Động trời động đất không? Ghen động trời ạ. Không, vui thôi, vui thôi. Không, tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn. Và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi, không giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều. Tại nãy em nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi, đi bời rồi gặp những cái người họ quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Cái tự nhiên cô bé đó, trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi mà mấy kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "A, anh Chí hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em mà tự nhiên cô gái đó nói vậy. Trời, em kiểu gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên gì kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ơi nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát. Nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa. Cho nên là tụi em cũng chả có gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có dịp gì đó vui vui, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ thì em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện là ổng xóa tin nhắn. Rồi em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Anh không nhớ, anh không biết. Không biết, không có gì hết. Cái gì vậy? Anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá em. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó không? Trời vậy luôn. Bị bệnh luôn á. Sao đâu kể chứ. Cứ lâu lâu thể coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó, thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay suy giờ diễn cơm gì vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Dạ. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cái, cưới đó, thực ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mà ngủ đúng ngon. Rồi. Dạ. Đúng dạ rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó thì mình đừng xếp vô tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Đâu rồi đó. Dạ. Nhưng
ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, ảnh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được là được rồi, đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là. Vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Mà ghen... sao tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp cái đâu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ, khi mà mình giảm cân rồi cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn các thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Ghen đó. Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay Rồi sao rồi? Cái cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái là ok em mua được thì em được em mua. Là còn... phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Khi mà người bây ta giờ mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Cũng thuận theo tự nhiên mà em, đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu, chỉ có mấy cái mà đừng có sao ta, em không có diễn tả sao hết, nhưng mà đôi lúc chồng em cứ lầm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự dĩ xong rồi tự đau lòng. Tự biên tự diễn tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia. Nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình, cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu rồi nha. Dạ giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc xong rồi cái chồng em lại bảo tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy, anh tự trách tự đau buồn. Hiểu rồi, nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy, thôi kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cưng mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận vào, đừng nhận lỗi của bản thân mình. Vậy vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em. Chứ gặp bà vợ bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây, ngồi nghe. Lỗi của ba. Lỗi của mẹ. Không, lỗi của mẹ. Thằng nhỏ bí luôn. Rồi, nói chung là sao ta? Hai đứa đều có một cái cần phải sửa. Là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao? Cái dịch bệnh á, nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực không? đúng. Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi, kệ nó, coi như sống chung với lũ đi, thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi. Đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình, đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook á, cái clip ngắn người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con, xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ. Đó, tiêu cực đó. Bởi vậy cũng tiêu cực nữa đó. Hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ, không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình.
Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á, thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á, đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm lý đôi lúc á, cái chồng em đổi, chồng em kêu là thôi em coi tin phim tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng xíu đi, cái em cũng coi xong cái em thấy cũng thấy chồng, nữa vợ chồng người ta vui vẻ, người ta cũng hạnh phúc, chồng lãng mạn ở này kia, cái em lại tủi thân. Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác nhưng mà trời ơi coi trò chơi con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em coi 2-3 lần cái phim đó luôn. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực, tích cực là coi những cái phim vui á, coi những cái tin nhỏ xíu à, suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Còn bực quá đó giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là thấy vui liền đó, ổng kìa. Nghe rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha.